Cam thân mến, bây giờ thầy hướng dẫn Cam giải các cái bài tập trong cái tờ phiếu có chủ đề là bài toán hỗn hợp về este nhé. Cái câu số 1 này, người ta bảo đốt cháy 3,7 gam hỗn hợp este XY là đồng phân của nhau. Đấy, thì thu được 3,36 lít CO2 và 2,7 gam nước. Thế thì từ đây ta tính ngay được số mol CO2 ở điều kiện chuẩn của em. Cho nên là nó sẽ bằng thể tích là 3,36 chia cho 22,4 thì kết quả là 0,15 mol. Số mol của nước bằng 2,7 chia cho khối nước mol phân tử của nước là 18 nên được kết quả là 0,15 mol. Như vậy có nghĩa là em được này, số mol CO2 bằng số mol H2O. Đó. Cái este mà khi đốt cháy có số mol CO2 bằng số mol H2O thì đó phải là este no đơn chức mạch khảo nhé. Đấy, suy ra cái este hỗn hợp este này ấy, vì nó là đồng phân của nhau mà nên nó cùng là este no đơn chức mạch khảo nên có chung công thức phân tử là CnH2nO2. Bây giờ ta reset lên cái phản ứng đốt cháy của nó. CnH2nO2 cộng với oxy tạo thành NCO2 cộng với NH2O. Đây là 3N trừ 2 trên 2. Thế thì em lại để ý tiếp đến thông tin đầu bài cho này. 3,7 gram hỗn hợp 2 este. Số gram este tôi chưa khai thác đúng không? Cứ 1 mol este đốt cháy thì tạo thành N mol CO2. Và trên thực tế, số mol CO2 thu được là 0,15 mol. Còn số mol este là bao nhiêu em? Số mol thì bằng khối lượng của nó, ở đây là 3,7. Chia cho khối lượng mol của nó, em nhìn công thức là CnH2NO2. Thì ta sẽ thấy là N nguyên tử carbon có khối lượng là 12N cộng với 2N ở hydro nó là 14N. Cộng với 32 ở đây là khối lượng của hai nguyên tử oxy. Đấy. Theo lý thuyết này nhé, cứ một mol este đốt cháy tạo thành n mol CO2 bằng này mol este tạo thành bằng này mol CO2. Như vậy giữa chúng phải có tỷ lệ giữa lý thuyết và thực tế, phải không nào? Cho nên đấy, từ đây lấy một là chia cho 3,7 chia 14,3 14 cộng 14n cộng 32 thì sẽ được là 14n cộng 32 chia cho 3,7 bằng n trên 0,15. Rồi. Tất nhiên chéo này thôi. Và chuyện giải cái phương trình này thì không có gì khó khăn. Đó, đúng nào? Em lấy 14 n cộng 32 nhân với 0,15 thì bằng 3,7 nhân với n. Giải cái phương trình bậc nhất này thì em dễ dàng thu được n bằng 3. Nếu mà n bằng 3 thì suy ngay ra cái công thức phân tử của x và y là C3H6 O2. Vậy đó phải là các este nào em? HCOO C2H5 và CH3 COO C3. Đấy. Ứng với công thức phân tử là C3H6O2 thì chỉ có thể là hai este này, không thể là hai este nào khác được nữa. Cho nên chúng ta chọn cái phương án trả lời đây là B cho câu số 1 em nhé. Sang cái câu số 2 này. Để xà phòng có hoàn toàn 2,22 gam hỗn hợp 2 este XY đồng phân của nhau đấy thì dùng hết 3, xin lỗi 30 ml cao áp 1 bar. Đốt cháy 2 este đó thì thu được khí CO2 và hơi nước có thể tích bằng nhau. Khí CO2 và hơi nước, em nhớ là hơi nước nhé, tức là lúc này nước đang ở thể hơi. CO2 và hơi nước có cùng thể tích và ở cùng điều kiện. Như vậy, thì em nhớ này, số mol CO2 bằng số mol H2O. Đấy, từ cái thông tin đầu bài cho là CO2 và hơi nước có cùng thể tích và cùng điều kiện. Thì theo định luật Avogadro về chất khí là gì? Chúng phải có cùng số mol nhé. Nhớ là mọi cái chất khí khi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất
Với cùng một thể tích thì số mol của chúng phải như nhau. Rồi, số mol CO2 bằng số mol nước. Vậy thì cái SPA cần tìm đó, nó phải là SPA no đơn chức mạch hở. Nên công thức chung của nó là CnH2nO2. XY là đồng phân của nhau, cho nên ta gọi chung của công thức phân tử thôi. Rồi. Xà phòng hóa hoàn toàn 2,22 gam hỗn hợp AHTE thì dùng hết 30 ml dung dịch KH1M. Số mol KH dùng cho phản ứng này là bằng thể tích dung dịch là 0,03 lít, đúng không? Nhân với nồng độ mol lít là 1 thì được 0,03 mol. Em nhớ này, este no đơn chức mạch hở thì công thức của nó kiểu này, RCOO R7. Nếu phản ứng với KH thì nó sẽ tạo thành RCOOK cộng với R7 OH. Chứng tỏ là tỷ lệ mol là 1:1, tức là 0,03 mol KH thì cũng có 0,03 mol este nhé. Từ đây ta suy ra số mol hỗn hợp của hai este sẽ phải bằng 0,03 mol. Vậy thì khối lượng mol phân tử của este bằng hai este là đồng phân của nhau mà, trên khối lượng mol phân tử của nó cũng bằng nhau thôi. Ta dùng chung một cái khối lượng 2,22 chia cho số mol 0,03. Ấn máy tính đi em, thì em sẽ được kết quả là 74. Rồi, công thức phân tử của este là CnH2nO2, khối lượng mol phân tử của nó 74, vậy chúng ta sẽ có 14N cộng với 32 thì bằng 74. Nếu vậy em sẽ được N bằng 3. Nhưng công thức phân tử chung của hai este đó là C3H6O2, đúng không nào? Nếu là C3H6O2 mà là hai cái este thì chỉ có thể là CH3COH và HCOOCH5, không thể là este nào khác được. Đấy, CH3COOCH3 và HCOOCH5, hoặc lộn ngược lại thứ tự cũng vậy. Ở đây chúng ta không cần phân biệt đâu là x đâu là y, phải không nào? Để đối chiếu với đáp án thì mình sẽ chọn cái phương án trả lời là A cho câu số 2 em nhé. Rồi, mình sang câu số 3 này. Câu số 3, hai este xy cũng là đồng phân của nhau. Khi hóa hơi 1,85 gam x thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích hơi của 0,7 gam khí nitơ ở cùng điều kiện, ta hiểu là cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất đấy. Hỏi công thức thu gọn, công thức cấu tạo thu gọn của x và y là gì? Thế thì ở đây có một cái thông tin đầu bài cho hết sức quan trọng, đấy là hóa hơi 1,85 gam x thì được thể tích bằng thể tích của 0,7 gam nitơ. Thì em nhớ đến cái tính chất của các khí là gì? Với các khí và khi đưa về cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất nhá, thì thể tích như nhau sẽ có số mol như nhau. Có nghĩa đại khái nhỉ, có hai cái khí hoặc thậm chí là hỗn hợp khí A B ở đó đưa vào hai cái bình có thể tích V y xì như nhau và đưa về cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất y xì như nhau thì số mol khí chứa trong, số mol khí A chứa trong bình này cũng bằng số mol khí B chứa trong bình kia, bất luận đó là khí gì nhá. Như vậy thì ở đây ấy, đầu bài cho là cái hai cái este x và y này đưa vào cái bình thứ nhất. Đấy. Và nitơ đưa vào cái bình thứ hai cùng nhiều điện, điều kiện nhiệt độ và áp suất. Chứng tỏ là số mol este phải bằng số mol của nitơ, đúng không? Số mol este bằng số mol của nitơ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là số mol este thì bằng số mol thì bằng gì nhỉ? Bằng khối lượng mol của este. Số mol thì bằng khối lượng của este chứ đúng không? Khối lượng m nhỏ của este trên m to của este. Và cũng bằng gì? M nhỏ của nitơ trên
M to của nitơ. Đúng chưa? Đó. Thế thì từ đây có nghĩa rằng là chúng ta sẽ có M to của FE chia cho M to của nitơ bằng M nhỏ của FE chia cho M nhỏ của nitơ. Và cái này chúng ta hay gọi là tỷ khối hơi đấy. Tỷ khối hơi của FE so với nitơ. Rồi, bằng 1,85 chia cho 0,7. Vậy thì em được khối lượng mol phân tử của hỗn hợp FE sẽ bằng của nitơ, khối lượng mol phân tử của nitơ là 28 đúng không nhỉ? 28 nhân với 1,85 chia cho 0,7 thì được kết quả là bao nhiêu em? Em máy tính em được kết quả là 74. Đó. Nếu nó là 74 thì chúng ta sẽ tìm xem là FE nó là gì. Công thức của FE nó là như thế này nhé. FE này đầu bài bài ta đơn chức. Đơn chức thì nó có một nhóm COO. Vậy công thức của nó là FE là RCOO N phải. Khối lượng mol phân tử của nó là 74. Thì từ đây mình suy ra này, R cộng với COO là 44 cộng với N phải thì bằng 74. Chứng tỏ là lúc đó có phải em được R cộng với R phải bằng 74 trừ đi 44 là 30. Hai cái gốc hydro carbon có khối lượng là 30. Vậy ta suy ngay ra R là H và R phải là C2H5, hoặc R là CH3 và R phẩy cũng là CH3. Vì sao em nhỉ? Khối lượng của chúng tổng cộng có 30 thôi. Thế thì tối đa cũng chỉ có 2 nguyên tử carbon, tổng cộng có 2 nguyên tử carbon có trong R và R phẩy. Đó. Chứ còn nếu mà có đến 3 nguyên tử carbon thì 3 x 12 là 36 thì nặng quá 30 rồi, chưa kể đến hydro. Đó nào. Thế còn một carbon thì sao? Một carbon thì sẽ không thể đủ 30 được. Một carbon thì có 12. Thế cộng với những 18 hydro nữa chưa đủ 30. Đấy, thì không thể có cái gốc nào mà là CH18 vì lúc đó sẽ không thể bố trí đủ cái số lượng về hóa trị. Một carbon chỉ có thể hóa trị 4 đúng không? Một carbon thì lấy đâu mà có tới tận 18 cái hydro thì nó thừa rất nhiều hóa trị rồi, vô lý. Vậy thì chắc chắn là tổng số carbon chỉ có thể là 2. Thế thì khi có thể là 2 thì em thấy là đối với este RCOO R phẩy mà thì cái R có thể là hydro. Nếu R là hydro thì R phẩy hydro 1 thì R phải sẽ phải bằng 29 và gốc hydro carbon bằng 29 thì chỉ có thể là C2H5. R có thể là CH3 tức là nó bằng 15, có khối lượng bằng 15 thì R phải cũng có khối lượng bằng 15 mà có khối lượng bằng 15 thì chỉ có thể là CH3, không thể là cái gốc hydro carbon nào khác. Còn tại sao R không phải là C2H5? Vì chúng ta biết nếu R là C2H5 thì R phải lúc đó sẽ là hydro, thì chúng ta có C2H5COOH thì ta được hợp chất là axit cơ chứ không phải là este, nên kịch bản đó không xảy ra nhé. Đấy, tóm lại là nó chỉ có thể xảy ra một trong hai cái này thôi. Vậy thì cái hai cái este đó chỉ có thể HCOO C2H5 và CH3COO C3. Thế ở cái câu số 3 này vì thế mà ta chọn phương án trả lời là B nhé. Rồi, đến cái câu số 4 này này. Làm bay hơi 5,98g 2 este của axit acetic và hai ancol đồng đặc kế tiếp của ancol metinic. Thế thì em lưu ý cái thông tin thứ nhất là cả hai este này đều được tạo bởi
từ axit acetic, cho nên nó có cái dạng là CH3COO. Và với ancol, hai cái ancol đồng đẳng của nhau, tức là đồng đẳng liên tiếp của nhau, tức là hơn kém nhau một nguyên tử carbon, hơn kém nhau một nhóm CH2. Đấy, nó là đồng đẳng của ancol metilic. Ancol metilic đây, CH3OH. Ancol metilic là một cái ancol đơn chức no mạch hở, đơn chức. Vậy thì cái nhóm ankin của nó phải có dạng CnH2n+1. Đây, nhóm ankin ở cái nhà. Ví dụ cho trường hợp này CH3 thì các cái đồng đẳng kế tiếp của nó sẽ là C2H5, C3H7, C4H9, vân vân, đúng không? Công thức chung là CnH2n+1. Ta gọi chung cả hai este này có số nguyên tử carbon trung bình là N trung bình. Để ta đi tìm N trung bình em nhé. Rồi. Với cái khối lượng là 5,98 gam, khối lượng của este bằng 5,98 gam, thì số mol tương ứng của nó bằng bao nhiêu nhỉ? Thể tích của hỗn hợp này 1,3344 lít, đo ở điều kiện tiêu chuẩn với số mol là 1,344 chia cho 22,4 bằng, lúc này em lại mới tính. Không phải không sáu mol, như vậy khối lượng mol phân tử trung bình của hai este này sẽ bằng gì? Bằng khối lượng chia cho số mol và bằng 5,98 chia cho 0,06 thì bằng 5,98 chia 0,06 thì nó ra 99,6. Đấy, từ đây em thấy này, mà trung bình thì nó lại đồng thời nó bằng gì? Em nhìn vào công thức của este nhé, nó bằng tổng khối lượng này, CH3 là 75 này, COO là 44 này. Đây là cái cách tính quen thuộc của thầy thôi, thầy nhớ từng nhóm một, còn cũng có thể máy tính đồng thời cái này cũng được. Cộng với 14N trung bình cộng với 1 nữa bằng nhỉ, thì bằng 99,6. À, như vậy từ đây ta có được chỗ này là 59 cộng 1 là 60, ta được 14N trung bình bằng 99,6 trừ đi 60 thì sẽ là 39,6, suy ra N trung bình sẽ bằng, em lấy máy tính nhé, lấy 39,6 chia cho 14 được kết quả xuất gì? 2,82. N bằng trung bình bằng 2,82 có nghĩa là sao? Số nguyên tử carbon trung bình bằng 2,82 chứng tỏ là một cái phải nhỏ hơn 2 và một cái phải lớn hơn 2, mà chúng liên tiếp nhau. Vậy thì chắc chứ nó một cái nhỏ hơn 2,82 và một cái lớn hơn 2,82. Vậy thì chúng phải gì? Mà chúng lại liên tiếp nhau nữa thì một cái chỉ có thể là 2, một cái chỉ có thể là 3 thôi. Đấy. Thế vậy thì suy ra cái este đó là CH3COO. Nếu với cái este thứ nhất có số nguyên tử carbon là 2 thì chúng ta có sẽ có C2H5, và cái este thứ hai là đồng đẳng kế tiếp của nó là CH3COO, C3 thì H tương ứng là 7. Đó. Đây chính là hai cái este ta cần tìm. Vậy ở câu số 4 ta chọn phương án trả lời là C. Rồi, sang câu số 5. Câu số 5 đây này. X là hỗn hợp hai este đồng phân được tạo thành từ một ancol đơn chức mà carbon không phân nhánh với axit đơn chức. Đấy. Tỷ khối hơi của X so với hydro bằng 44. Hỏi công thức phân tử của X là gì? Thế chúng ta để ý những sự kiện là cái hai cái este này đều được tạo từ gì? Ancol đơn chức. Đấy. Và axit cũng đơn chức, nên este phải là este đơn chức nhé. Từ thông tin đầu bài cho chấm ba chấm, thầy không viết lại đầu bài nữa nhé, thì ta suy ra đó là este
chứ. Đấy. Này, este đơn chức thì suy ra công thức của este phải là RCOO. Đúng nào, với R và R phải là các cái hydrocarbon. Đã biết tỷ khối hơi của este x gì so với hydro bằng 44. Có nghĩa là M của este, tỷ khối hơi chính là khối nước mol phân tử của cái este này so với khối nước mol phân tử của hydro thì bằng 10. Suy ra khối nước mol phân tử của este bằng 44 × 2, chứng tỏ là 88. Mặt khác thì em thấy là M của este thì nó bằng gì? R cộng với COO là 44 cộng với R phải lúc này cũng được dùng ký hiệu là khối lượng của hai cái góc này luôn nhé, cho nó tiện, thay vì viết MR với MR phải nó dài dòng, nhiều khi nó vừa là tên gọi đồng thời nó cũng là khối lượng mol bằng 88. Vậy em được R cộng R phải bằng mấy em nhỉ? 88 là trừ đi 44 thì còn 44. Đấy, hai cái gốc hydrocarbon mà có tổng khối lượng 44, thôi ta gộp chung nó lại. Đây có tổng số nguyên tử carbon ở hai cái này là x, tổng số nguyên tử hydro ở hai cái gốc này là y đi. Thì chúng ta sẽ có cái gốc C gộp chung lại thành CXHY, ta kẻ cái bảng để tìm cái giá trị XY phù hợp. X đây, y đây. XY phải là các cái cặp số tự nhiên, đúng không? X bằng mấy? Nếu cho x bằng 1 thì chỗ này là x nguyên tử carbon có khối lượng là 12 thì phần khối lượng của hydro sẽ 44 trừ 12 còn 36, và y phải bằng 36. C1H36 quá vô lý đúng không? Carbon chỉ có họa trị 4, một nguyên tử carbon mà vây quanh nó là tới tận 36 nguyên tử hydro thì thừa quá nhiều họa trị rồi. 2 C2 thì 12 x 2 là 24, lấy 44 trừ 24 vẫn còn 20. C2H20 không thể đủ vì carbon chỉ có hóa trị 4. Đấy. Tổng số nguyên tử hydro vây quanh một nguyên tử carbon tối đa chỉ có thể là 4 thôi. C2H20 là quá thấp rồi. Rồi, đến C3. C3 12 x 3 là 36. 44 mà trừ đi 36 còn 8. Cái này có vẻ được, cảm ơn nào. Cái tăng carbon lên 4. 42 48 thừa 44 mất rồi. Thế số nguyên tử hydro lại âm, vô lý đúng không? Có thể đây là âm 4. Vô lý. Vậy cặp thứ nhất vô lý, cặp thứ hai cũng vô lý, cặp thứ tư cũng vô lý. Chỉ còn lại cái cặp thứ ba là có lý thôi. Đấy. Thế còn đương nhiên là đến đây thì số carbon mà tăng lên là 5 thì hiển nhiên là nó lại càng vô lý, cho nên ta không cần phải xét tiếp nữa. Vậy ta chọn cái cặp hợp lý là C3H8. Tổng số nguyên tử carbon ở R và ở R phải là 3 và tổng số hydro là 8. 8 hay 7 nhé, chúng ta kiểm tra lại nhé. À, 36 này, 44 trừ 36 còn 8, đúng không? Là 8 nguyên tử hydro. Rồi. Thế thì công thức của nó sẽ là gì đây? C3H8 là cái R và R phải cộng với cái nhóm, tức là mình viết gộp chung cái R R phải lại nhé. COO nữa. Viết như thế này về mặt hóa học thì nó không đúng đâu, nhưng ta tạm thời viết này để nó đúng về mặt toán đã. Rồi sau đó ta co gọn này. C3 với C là C4. Hấp mấy em? 8 O 2. Rồi công thức phân tử là C4H8O2. Em khoanh đáp án B. Sang cái câu số 6. Hơi khó một tí. 35,2 gram hỗn hợp 2 esten no đơn chức đồng phân của nhau có tỷ khối hơi đối với hydro bằng 44. Tỷ khối hơi với hydro bằng 44 chứng tỏ là M của esten chia cho M của hydro bằng 44, thì em có được ngay
M của STA sẽ bằng 44 mà nhân với 2 là 88. Các chúng nó. Thêm một điều nữa này. 35,2 gram này thì nó tác dụng với 2 lít dung dịch NaOH 0,4 mM. Thì ta đi tính số mol STA đã làm nhỉ? Số mol của STA là bao nhiêu? Khối lượng 35,2 chia cho khối lượng mol 88 thì em được kết quả. Là 0,4 mol. Mà khối lượng của NaOH đem phản ứng lại bằng bao nhiêu? 2 lít dung dịch nhân với nồng độ mol là 0,4, vậy nó là 0,8 mol. Nhưng chúng ta nhớ đầu bài cho đây là hai cái STA đơn chức. Đơn chức thì nó có cái dạng RCOO, R phẩm cho cộng với NaOH thì nó tạo thành RCOONa cộng R phẩm OH, nghĩa là sao? Một mol STA phản ứng được với một mol NaOH. Vậy mà ở đây số mol STA là 0,4, số mol NaOH là 0,8. Đấy. Thế thì như vậy đó, chứng tỏ là NaOH đã dư. Và do đó, cái chất rắn B thu được ấy, nó gồm có cái gì? Gồm có muối. Muối được viết thành RCOONa. R này đặt là R trung bình em nhé, vì chúng ta đã có hỗn hợp hai STA mà. Đồng ý chưa nào? Và NaOH dư. Mà dư cụ thể là bao nhiêu? 0,8 trừ đi 0,4 còn 0,4 mol. Vậy thì từ đây em suy ra khối lượng của muối R trung bình COONa bằng khối lượng của B trừ đi khối lượng của NaOH dư. Khối lượng của B là 44,6 gram trừ khối lượng NaOH dư là 0,4 mol này, nhân với khối lượng mol phân tử của NaOH là 40. Rồi, ấn máy tính cho cái này thì em sẽ được kết quả là 28,6. 28,6 gram. Nhưng em cũng nhớ này, số mol của hỗn hợp muối bằng bao nhiêu? Nó cũng đúng bằng số mol STA tham gia phản ứng. Phải không nào? Một mol STA tạo thành một mol muối này. Vậy thì em sẽ được khối lượng trung bình của RCOONa sẽ bằng khối lượng mol trung bình của hai muối này nhé, khối lượng mol phân tử đấy, thì bằng là khối lượng này chia cho số mol. Khối lượng là 28,6 chia cho số mol là 0,4. Rồi, lúc này em ấn máy tính được kết quả ra xấp xỉ 71,5. Đấy, khối lượng mol phân tử của cái muối này thì bằng khối lượng của R trung bình cộng với COO là 44 đúng không nhỉ? NA là 23 thì bằng 71,5. Như vậy R trung bình nó bằng bao nhiêu? Bấm máy tính đi em, được 4,5. Khối lượng trung bình của hai cái gốc hydrocarbon là 4,5. Thì chúng ta biết gốc hydrocarbon đơn giản nhất là một nguyên tử hydro và một. Cái gốc đơn giản thứ nhì này CH3 là 15. Đúng nào? Chứ không thể có cái CH2 được. Đây không phải là gốc hydrocarbon, bởi vì trong STA đấy chúng ta không thể có cái CH2 COO này. Vì nguyên tử carbon này chỉ có thể tham gia liên kết một với một cái gốc hydrocarbon này, R đứng trước nó thôi mà. Đúng không? Chứ tức là cái gốc này chỉ có hóa chữ 1, nên là không có cái nhóm này trong cái tình huống này. Em rõ chưa? Đấy. R em nhé, COO R phải. Đây hóa chữ 1. Chứ không có nhóm CH2 nối đôi trong trường hợp. Và do vậy chúng ta chỉ có H hoặc CH3 hoặc C2H5 gì đó. Thế thì trong đó thì cái này đã là 15 thì vượt qua 4,5 rồi.
Vậy thì chứng tỏ là sẽ có một cái phải là H. Đấy. Suy ra một trong hai FE phải là HCOO. HCOO thì em để ý tiếp nhé. À, chúng ta vừa tính được khối lượng mol của nó bằng bao nhiêu? 88. HCOO là 45 rồi. Để còn lại CXHI nữa. Thì cái này có khối lượng mol phân tử là 88 thì chứng tỏ là 12X cộng với Y bằng 88 trừ đi khối lượng của HCOO là 45. 88 và trừ 45, 8 trừ 5 bằng 3. Đúng không nhỉ? 8 trừ 5 còn 3, 8 trừ 4 còn 4. Thế thì cặp XY nào phù hợp? Cặp XY phù hợp thì chỉ có thể là X bằng 3 và Y bằng mấy? 3, 12 là 36 và 43 trừ đi 36 thì còn 7. X bằng 3, Y bằng 7 chứ không thể khác được. Thì em thấy là nếu mà X bằng 4 thì 4, 12, 48 vượt qua 43 rồi. Đấy, còn X bằng 2 thì 2, 12 là 24. 43 mà trừ đi 24, 43 mà trừ đi 24 còn 19. Không thể có C2H19 nữa. Gốc kỳ carbon C2H19 là vô lý, nó thừa về giá trị. Vậy thì C3H7 là hợp lý. Đấy. Cho nên là một trong hai FTA đó phải là HCOOC3H7. Ok chưa nào? Thế bây giờ ta soi với đáp án nhé. Thì ta phải chọn đáp án C, vì nó là có một cái HCOOC3H7 và cái còn lại là CH3COOC2H5. Được chưa? Đấy. Vì đồng phân của nhau mà. Thì cái này là HCOOC3H7 chứng tỏ là công thức phân tử của nó phải là C4H8O2. Đấy. Thì cái còn lại sẽ phải là CH3COOC2H5. Nó cũng có công thức phân tử là C4H8O2. Đấy. Thực ra thì nó cũng có thể là như thế này: CH3CH2COOCH3 nhé. Nhưng mà không có cái đáp án nào cho ta cái điều này cả. Đấy. Thì chỉ có C là phù hợp thôi. Thế còn tại sao D nó lại không phù hợp? Thì em để ý là một cái là HCOC3H7, tức là công thức phân tử là C4H8O2, trong khi đó cái chất còn lại là CH3COOCH3 thì công thức phân tử của nó chỉ là C3H6O2 mà thôi. Đúng không? Hai cái nó khác nhau về công thức phân tử mất rồi. Cho nên ta không chọn D được là vì vậy. Rồi. Chúng ta vừa mới theo dõi xong cái phần chữa chi tiết 6 cái bài tập thuộc cái bài toán về phức hợp và STEM. Chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đây và hẹn gặp lại các em ở buổi học kế tiếp.